công thương màng chào sân kèm một số tư tưởng là lệch lạc của bà Nguyễn Phương Hằng được cầu sĩ đẩy thuyền trở thành là mảnh đất béo bở của các là fan bay rất nguy hại. Bà Nguyễn Phương Hằng tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam trở về ngay lập tức được các fan bay lớn tận dụng triệt để đẩy sự xuất hiện của bà lên là thành cao trào thậm chí là ngay cả một số tư tưởng lệch lạc cũng được cầu xí đẩy thuyền biến nữ doanh nhân như một minh tinh ngành giải trí sao hạng A, người cứu thế. Người ta sẽ chẳng thể quên việc là bà Hằng được đánh bóng, được đẩy lên đỉnh cao dẫn tới là bị ảo tưởng sức mạnh và ngã xuống vực sâu khi tư tưởng lệch lạc của nữ doanh nhân được lọt trang mạng lớn cổ xí và đẩy đi quá xa. Hóng hết showbiz video, sau màn hát live stream ca khúc mới chưa đầy 24 đã có bản karaoke nhạc chế Phương Hằng T30 trên Youtube. Lần trở về này của bà Nguyễn Phương Hằng có kịch bản cũng na ná với lần bà lên đỉnh trước đó khi sự xuất hiện của nữ doanh nhân tiếp tục là được đánh bóng một số là tư tưởng lệch lạc được các fan bay lớn thổi bùng cổ suý, chiếm sóng mạng xã hội sự kiện tối 29 tháng 9 đã đánh dấu hào quang trở lại đối với bà Nguyễn Phương Hằng bởi loạt việc làm ý nghĩa đặc biệt CEO Phương Hằng cùng chồng và ông Bình Quy Dũng là và con trai đã ủng hộ số tiền là 10 tỷ đồng giúp đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ ở miền Bắc tiền sẽ được chuyển đến là quỹ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ngoài ra con trai của bà Hằng là Quỳnh Hằng Hữu cũng dành toàn bộ số tiền 35,5 triệu đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Bắc. Đây là số tiền bé Hằng Hữu được tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 12 của mình. Việc làm của bà Hằng và gia đình hướng tới là đồng bào miền Bắc nhận được là sự hưởng ứng, khen ngợi nếu là chỉ dừng lại ở câu chuyện là tình người và sẽ chẳng ai nói làm gì. Tuy nhiên, từ một chương trình giao lưu được livestream trên nền tảng mạng sồi với là hàng trăm ngàn người theo dõi nhằm gây là thêm quỹ ủng hộ cho đồng bào thì thiên tai dần biến thành là sân chơi mang màu sắc cá nhân của nữ danh nhân ở đó bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần phát ngôn gây sốc thể hiện cảm xúc bản thân quá đà trong đó là phải kể đến là bài hát tự chế Phương Hằng và T30 mà người phụ nữ này thể hiện như là thầm trách móc đây cả nhà nghe cái chi tiết này nha mà người phụ nữ này thể hiện như là thầm trách móc quyền quạch đề cao bản thân như thế bà đấu tranh nên vướng vòng lao lý bởi người ta đưa bà vào trại giam giống như là bà bị quan ức gì cả nhà hy sinh cho dân vì dân nhưng mà lại bị quan ức tù tội ý nội dung của bà than thở là như thế câu hát này cứ lặp đi lặp lại trên sân khấu như là dịp để nữ danh nhân đánh bùng sang ao đẩy việc bà ngồi tù sang một hàm ý khác rất dễ làm nhiều người lầm tưởng do đấu tranh cho người dân nên bà hằng mới bị đưa vào trại giam mọi người nghe rồi phải không anh nhất phương ảnh đọc đó mình lấy một đoạn của ảnh để cho mọi người nghe đó là báo đã lên rồi mình hôm qua mình nghe là mình đã thấy cái bài này nó đã lệch lạc rồi trời ơi bà bị bắt là tại vì cái mổ hỗn của bà bà bị bắt là bà chửi hết người này tới người kia bà du khống bịa đặt người này tới người kia rồi chính cái miệng bà cũng lên bà nói là bà xin lỗi đã bà bà đã biết lỗi đã đặt bà đã biết bà sai bà đã biết đã, bà đi quá đà bà bị bắt là vì cái mổ hổn của bà gây ra bà có đấu tranh gì người dân mà bị bắt đâu nhưng cái bài hát đó đã thể hiện đó là giống như bà đấu tranh cho người dân nghe nè nghe mấy người này hát nè mọi, mọi người mọi người nghe mọi người thấy nè nha đời tôi chứng kiến dân khổ đau đời tôi chứng kiến dân khổ đau phải bái mà bà đấu tranh cho dân thì mình không nói Bà có làm cái gì bà đấu tranh cái gì cho dân Bà chửi lộn với ông mà Hoàng Yên Đã đời xong rồi cái Bà qua bà chửi mấy cái người Nghệ sĩ Bà chửi đã bà nói người ta ăn chặn Cuối cùng có ai ăn chặn đâu Vì bà cuối cùng bà đấu tranh cho cái gì Bà đấu tranh cho ai rồi bà du khống bịa đặt rồi bà đem cái chuyện của à, mà cái cô cái gì vi oanh bà lên bà nói người ta lấy người ta cặp người ta đẻ người này đẻ người kia vì những cái đó bà đấu tranh cho ai rồi bà bị bắt vì bà đấu tranh cho ai có phải bà bị bắt vì cái tội mà bà nói láo nói xạo nói sược hay không vậy chứ vi oanh nó lấy ai hay là có cái gì đó hay không? Bả nói rõ ràng là Vi quanh lấy người ta đủ trò trò chật. Cái tội bả nặng và cái tội bả vô tù là cái lá đơn Vi quanh là nặng nhất. Vậy thì bả đấu tranh cho ai? Mà bả nói là đời tôi chỉ đấu tranh cho người dân. Vậy chứng tỏ là là nhà nước Việt Nam bắt bả là đàn áp bả rồi. À, tại vì bả đấu tranh cho người dân mà nhà nước bắt bả bỏ vô tù đúng không nè? Vì sao tôi thương dân? Vì sao dân thương tôi? Vì tôi luôn hy sinh cho mọi người Vì sao tôi thương dân? Vì sao dân thương tôi? Vì tôi hy sinh cho mọi người Ủa bà hy sinh gì cho mọi người vậy mọi người? Bà hy sinh cái gì cho mọi người? Bà toàn là chửi hổng và bị bắt bả hy sinh cái gì cho mọi người phải chi mà bả giống như là thấy dân mà bị cái gì đó bả lên bả tranh đấu mà bả làm rồi người ta bắt bả thì không nói cái này chửi lộn đã rồi cái đem cái mỏ hổn chửi tới người khác rồi tới cuối cùng đó là không kiềm chế được mình rồi bị bắt chính cái mỏ hổn của mình cũng công nhận là mình đã sai rồi bây giờ mình lên cái bài hát này giống như đó là mình tranh đấu cho người dân mới bị bắt mà cái điều tồi tệ hơn nữa là cái ông hiếu hoặc ganh gì đó ông đã à, mà lên bài à, hát karaoke này rồi thì tôi nghĩ là nhà nước phải bắt ông gỡ xuống chứ nếu không đó ha coi như là cái bài này ha người ta hát từ sáng tới chiều từ chiều tới tối luôn thì chính quyền Việt Nam coi như là toàn luôn đúng không? Tại vì bây giờ bả lên bả hát cái bài này là chứng tỏ là Việt Nam chính quyền Việt Nam quá là mất mặt thế giới người ta nhìn vào người ta chỉ nói đó là bả đấu tranh cho người dân mà bả bị bắt chứ người ta đâu có biết là tại vì cái mỏ hỗn của bả mà bả bị bắt mình tôi tranh đấu cho người dân mình tôi tranh đấu cho người dân vậy chính quyền Việt Nam là đàn áp dân rồi cho nên bả lên bả tranh đấu cho người dân đã mỗi khi mà mình dùng cái chữ tranh đấu có nghĩa là mình đấu tranh lại với là chính quyền đã nói tới tranh đấu là phải đấu tranh lại với chính quyền thôi đó thì bây giờ đó là chính quyền nghĩ sai về điều này người ta lên cái bài báo này là đúng rồi đó mọi người không có sai chút xíu nào hết trơn á mới ra là bắt đầu vung tiền ra tại vì bà giàu mà cho nên bà, bà vung 10 tỷ ra đâu có rụng cộng lông nào bà đâu nhưng mà bà nó lên để bà làm nổi để bà có tiếng thơm Ôi trời ơi, tính nào tật đó không có bỏ được đâu. Ôi trời ơi, lên khoe nội mà vàng bạc của cải bà bà lên. Có cần phải khoe đến như vậy không? Ôi trời. Ở đâu bao đau thương bùa vầy lên thân tôi. Người ta đưa tôi đi vô trại ra. Ngờ đâu bao đau thương nha ập lên đời của bà người ta đưa bả vào trại giam ơi giời ơi tự nhiên người ta đã đưa bả vào trại giam người ta cho cho bà cơ hội cả hai năm trời bà không có ngưng lại là nhà nước việt nam đã quá là sai đã quá là yếu đuối cho nên để bả hoành hành suốt hai năm trời có ai mà được hoành hành nhiều đến như bả hay không mà bà lại hả còn nói nữa rồi nếu như bà không sai thì bà đi lên trên tòa bà khóc như là chú cho ở trên đó để làm cái gì nếu như bà đúng thì bà phải lên trên đó bà 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 cãi tiếp chứ bà tranh đấu tiếp mới phải chứ nếu như bà đã tranh đấu cho người dân mà tại sao lên trên đó bà nói bà biết lỗi và bà khóc như chú cho trên đó vậy rồi bây giờ ra cái bắt đầu được ra cái người ta tha cho ra đó nha rồi cái bắt đầu đó là là phản tiếp mọi người thấy không? Bà nói những cái gì câu bà nói có nghĩa là Việt Nam đàn áp mà Vậy đó. Bà tranh đấu cho người dân mà Việt Nam đàn áp mà Thì mọi người nghĩ sao về điều đó? Thôi, thôi trời ơi Ông nơi đâu Có hiểu thấu chân nơi này Giờ kêu trời đó mọi người. Giống như là bị đàn áp đó mọi người. Giờ kêu trời. Trời ơi trời thiệt á Ông trời thấy bà còn chạy Banh nóc luôn chứ đừng nói Ai mà kêu trời là cái đoạn sau nè Bà họ bà nói cái câu là Bây à, Giờ đấy em nơi đây Chồng ơi anh nơi đâu Trời ơi kêu chồng chi gì trời Hồi lúc mà bà còn ở ngoài đó Ông chồng cản bà đâu có nổi Bà nói làm sao biết không Ông Dũng mà cản bản cái là bà ly dị liền Có cản nổi bà đâu thì bây giờ vô đó ngồi rồi kêu Chồng ơi anh ơi đâu Trời ơi trời Phải mà nghe lời chồng thì đã không đến nổi như vậy rồi Quá trời cứng đầu cứng cổ Hổn mỏ hổn lên Chửi hết người này tới người kia Để rồi bị bắt vô T30 Rồi bây giờ để lên giờ Trách móc giống như là Người ta đàn áp bả Tại vì bà đấu tranh cho người dân nó cho nên nó là cái bài hát này là cái đỉnh điểm mà tôi nghĩ là chính quyền đã sẽ phải vào cuộc khi mà báo chí lên thì là sẽ phải phải mời bả lên nữa cho mà coi chúng có cái cách nào hết trơn hai chữ tình người chua cay đâu đến tận cùng ai, ai. hai từ hai chữ tình người chua cay mọi người nghĩ làm sao mà tình người chua cay bả đâu có phải là bả làm cái gì đó mà người ta bắt bả đâu ép bả đâu áp bức bả đâu mà tình người chua cay mọi người hai chữ tình người chua cay là sao trời ơi, mình tự gây ra cái mổ hổn của mình mình đi mình mình nói hen biết bao nhiêu chuyện mà không có thật rồi cuối cùng ta bắt mình vì cái chuyện đó vì mình lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà mình nhục mạ người khác Chứ đâu có phải là người ta bắt mình vì cái tội là mình đấu tranh cái gì đâu. Mà bây giờ nói là hai chữ tình người chua cay. Nếu như mà Việt Nam mà không có tình người mà không đội ông với bà lên đầu là tại vì ông bà quá giàu đó là ba ngày là đã bị bắt rồi. Có người bình thường nào mà lên chửi hổn như bả mà lên mà vu khống như bả mà mà hai năm mới bị bắt không? Vậy là đã quá tình người rồi đó. Còn ở đó mà hỏi quá gì chị à, về tình người chua cay nó không có chua cay đâu chính mình đã tạo nên cái thảm cảnh này cho bản thân mình chứ đâu có ai bắt mình mình có có tranh đấu gì cho người dân mà nói bao đêm tôi sống trong bao năm tôi sống trong lao tù nhìn quanh không thấy hai người quen trời ơi đi gió tù mà còn kiếm người quen nữa mọi người thì bữa đó sao ông kêu mấy người kia bác ông dũng vô không đi bác ông dũng vô rồi mấy đứa con của bà này kia vô hết luôn đi để có người quen đúng không nè chứ trời ơi đã ở tù rồi kiếm người quen nữa đâu ra bà nội bà có nội em đang nơi đây chồng ơi Giờ em đang nơi đây Chồng ơi Anh nơi đâu Trời ơi trời Lì lợm cứng đầu cứng cổ Tôi như ông Dũng Tôi bỏ bả luôn đó Ở đó mà Chồng ơi anh nơi đâu Lì lợm nó không nghe phải chi đó mà ổng nói bà nghe thì bà dừng lại thì cũng đã không có đến nỗi nào nhưng mà bà dứt khoát bà nói bà không dừng là không dừng ông dũng mà kêu bà dừng là là bà ly dị bà không dừng bởi vậy ông dũng là người nhu nhược mới để hả cho bà làm tới làm tới cho nên nó là bà mới vào tù như vậy mà bây giờ về cũng vẫn chưa tởn cũng làm nổi tiếp tục cũng lên lấy 10 tỷ để lên tặng rồi này kia tặng cho 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 cái gì cái, cái gì đó trời ơi chắc cái chỗ đó chắc nó chi ra nó chi ra chắc hả tặng vô cái những cái chỗ đó thôi cũng như không đó. thử đi làm giàu cho mấy ông của nội đó không chứ tới tay người dân được mấy đồng làm màu đem một mười tỷ lên đặng đánh bóng tên tuổi đặng làm rùm beng lên gì đó rồi lần này cũng vậy ông dũng cũng là hùa theo bả cũng để cho bả lên bả làm tôi nghe tôi nói thiệt nghe mà em mà nên nó bắt thêm lần nữa chắc cười chắc tét kháng luôn á mọi người lên chửi lộn với ông hoàng yên đã rồi chửi lộn với mẹ nghệ, nghệ, nghệ sĩ chửi hết bác sĩ kỹ sư gì ai ba cũng chửi hết rồi ông phan văn mãi rồi này kia bà chửi hết rồi bà mới bị bắt chứ đâu có phải là bà tranh đấu cho người dân mà bây giờ lên nói giống như là ta đây là tranh đấu cho người dân mới bị bắt vậy là chính quyền việt nam bắt bả là là đàn áp đàn áp bả rồi ây da à. kiểu này không biết chuyện gì xảy ra hen mọi người ha tánh nào tật đó thôi kệ bà đi để bà lên bà làm gì bà làm để chừng nào chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra mà có cái 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 cái, cái, cái phim để mình coi tiếp chứ biết làm sao giờ giờ chuyện ai nấy lo chứ biết làm sao giờ đâu có ai lo được cho ai phải không mọi người cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi clip của mình nha xin chào và hẹn gặp lại bye bye